Rất nhiều anh em thì vẫn thắc mắc rằng cái loa bãi và cái loa mới thì cái nào nó hay hơn. Đây là con loa bãi 455, một cái phiên bản mà bên mình bán đợt trước rất là nhiều, nhưng nó còn sót thì mình làm nốt để mình bán anh em nhé. Mình loa bãi thì mình cũng công bố rằng hiện nay là mình không còn làm nữa rồi, còn không biết là sau này mình có làm nữa hay không. Đây là cái loa xịn 455. Đấy, cái lưới là lưới nhựa anh em nhé, cái căng nhựa. Và 455 thì sẽ là bát xương chéo như quý vị các bạn đang thấy ở đây, cái dòng xương chéo này. Đấy. Thì như anh em bảo nó xịn của bãi và mới thì cái nào hay hơn, thì đương nhiên là cái mới mà cùng là xịn thì nó phải hay hơn anh em, biết cùng là 455 mà nó mới thì là xịn hay hơn. Nhưng cái bản này hiện nay là không còn ra bản mới nữa, thì như anh em sẽ so sánh với những cái bát của Trung Quốc mới thì đương nhiên là cái con mới Trung Quốc thì nó cũng có cái lợi thế và con bãi cũng có cái lợi thế, nếu như nó còn nguyên bản nguyên zin. Trong trường hợp này cái bát này là không còn nguyên zin nữa được rồi, vì nó là đã làm lại gân. Đấy, gân mình mới làm lại xong. Để mà những cái loa mà nó còn nguyên gân như thế này thì khó lắm. Những con này thì vẫn còn côn nhện là zin thì anh em mình vẫn xài nó rất là tốt anh em nhé. Đương nhiên là cái nhện thì nó dùng lâu rồi thì anh em nghĩ rằng là nó cũng không còn được như mới nữa, nó dùng nhiều năm rồi cái nhện không như mới, cái côn bên trong thì còn zin, đó là như thế. Đôi loa này hiện nay giá nó cũng xuống rất là rẻ rồi, những thời điểm ngày trước mình làm mà 2017 thì giá nó khoảng tầm 4.500.000 đồng đến khoảng 5 triệu đồng tùy độ mới. Nhưng hiện nay con này đã là dưới 3 triệu rồi, mình đang còn bán ra là 2.800.000 cho đôi loa này anh em nhé, 2.800.000 đồng. Cái loa mới thì nó có cái lợi thế của nó là côn nhện nó còn mới, rồi thứ hai là cái gân nó còn ngon. Cái loa này thì đương nhiên là nó sẽ bị những cái cơ bản cái dao động như là nhện này, gân này và cái từ thì nó chắc chắn là nó sẽ dùng hàng chục năm thì nó phải có cái sự suy hao một chút anh em nhé. Đây là cái tép của nó này, cái tép của nó là tép một từ anh em, tép xịn đấy nhá, một từ. Đó, cũng còn zin bản thôi. Đây con này thì mình mới bỏ ra mình làm gân thì cơ thể mình quay lại thôi. Đó, bên trong đây thì trong thì nó thời gian thì không tránh được, thứ nhất là bụi bẩn, thứ hai là nó có mốc meo, nó không tránh được cái điều đó anh em nhé. Bên trong của nó đây, còn như anh em cứ bảo nó như mới thì không như mới được, như mới thì phải dùng bàn tay con người làm mới lên chứ nó không như mới được nữa. Thì anh em hình dung ra là nhiều anh em quay những cái loa bãi bên Trung Quốc đấy, họ vứt trong ngoài đường luôn, mưa không mưa thì dọn vào thôi che lại, còn nắng là thôi xin lỗi, nắng là cứ để đấy. Bụi bẩn ô tô xe cộ chạy thì đương nhiên là nó sẽ dính vào cái loa đấy, như này nghe thấy nó bụi căng này, bây giờ là phải cọ kỳ chứ còn nếu như bảo nó còn như mới thì từ bên kia về là không có. Những cái dòng này thì thường thường là tháo thùng ở trong những tháo sàn hát đấy anh em, tháo sàn hát của tràn chất có một thời những năm khoảng 2000 mấy ấy, họ dùng nhiều thì bây giờ họ thay loa, họ thay ra để về Việt Nam mình. Anh em nào mà trải nghiệm loa xịn mà tầm giá bình dân thì nó cũng là một sự rất là hợp lý anh em nhé. Hiện nay nó còn có 2.800.000, trong khi đó thời điểm cái con này mới hơn 10 triệu mà ở Việt Nam mình bán ra hơn 10 triệu. Đó. Đây là 455 là bát sẽ là bát 25 và hai tép giấy anh em nhé, hai tép giấy đường kính 9/8. Đó, dòng BBB thì nó cái phân tần khá đơn giản, không có gì cả, khá đơn giản, căng sức sát là không tránh được nhé. Và đây mình quay và cảm ơn anh em đã theo dõi video này nhé, chào anh em.